bê lên bàn tháng đó, bàn tháng trỏ lên trong thân nhé, trỏ trong thân đấy, bàn tháng như vậy, người chưa đó, người ta nghĩ là mình như thế đúng không, mình dẫn người ta như thế nào ấy nhá, cái tay mình như thế nào thì bắt người ta phải đi theo như thế đấy, nghe ghi âm ở dưới để mình nhớ, mình nghe mấy tập trước đó, bàn tháng chậm chậm thôi, nghe cái đi thôi để tập thôi đấy, trỏ vào trong thân, vai của chủ trỏ hồng nghe rồi, rồi cái này cũng thả lỏng ra, điều qua bê lên cũng bằng những cũng bàn tháng, chẳng qua là thả vòng bàn tháng, bê cái trỏ đừng bao giờ quá vai nhá, nó ngang cái vai hoặc thấp hơn vai một chút nhá, đó, đó, sử dụng cái vai bê cổ tay lỏng, à. Đấy, dẫn người ta như thế nào cũng vậy thôi, hai người đối diện nhau bằng nhau, rồi phần dưới nhề mặt sử dụng kiểu tay, hiểu không? Đấy, nghe cái chỉ dẫn nó đó, sử dụng kiểu tay cổ tay đó, nó kiểu tay là chủ đạo, vai sẽ xuống, thấy chưa? Cổ tay lỏng nhé, đó, thấy chưa? Còn mấy cái kia là bài tập đôi khi nhiều cái nó sai lắm, hư hết, tập theo đó là không được đâu, xóa đi nhé. Với những cái gì chỉ định bây giờ đó, ở đó, rồi cái này cũng vậy, kiểu tay theo kiểu mềm mại thôi, đó, cổ tay lỏng, tay mềm mại hơn, xoa lên là xoa người yêu chứ không phải là nó cứng đâu, người ta đưa là mình nhẹ nhàng, mình cảm nhận được, phải được tức là người dẫn mạnh cái nhẹ, nhanh hơi chậm, đó, nha, chứ không phải là theo ý mình. Khi nào mà giỏi hai người tự giao luyện với nhau thì vấn đề nó khác, còn đây là mình tập thì một người phải theo, người này theo những người kia theo đó, mình tập cho người ta cũng vậy, trỏ cái tơi quỳnh đấy, trỏ nó về trong thân như này này đó. Đây trỏ này này, tay 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 thầy đó, trỏ này trỏ về trong thân nhé, nó mềm mại như vậy, cổ tay nó mềm mại như vậy nhé, hiểu không? Đó, cái này đó, rồi ví dụ như vòng rộng ấy, thì mình đừng bao giờ quỳnh trỏ ra mà hạ trỏ, mà tức là nhường tay lên tay xuống, trỏ vẫn phải phóng đó, nhìn cái trỏ không đấy, tay vẫn đi theo, người ta cao lên nhưng mà trỏ không được quỳnh ra nhé, không được quỳnh ra thế này nhé, đó đó, nó vẫn phải là từ đó, nó vẫn phải như thế, vẫn phải trỏ bất minh thôi, đúng không? Đấy, người ta hạ xuống mềm mại cư lên, thấy không? Anh đừng theo, anh cứ nhẹ nhàng anh theo, đừng cứng quá, nó ép trỏ vào, trỏ như thế nó cũng quỳnh ra rồi, đây đây nó phải như thế nhá, đó nó phải như vậy nghe chưa, đó nó phải như vậy đấy nghe chưa, đó, nó phải như vậy nhưng mà vai vẫn phải lỏng đúng không, đó thấy không, rồi bắt đầu ngược lại, ngược lại cũng vậy nhá, ngược lại này cái vai là chùng xuống nhá, thẳng để lên coi như bỏ cái tay mình luôn đấy, vai sẽ xuống rồi bám theo nhẹ nhàng nhá, đấy bám theo nhẹ nhàng, vai chủ vẫn thẳng nghe chưa, trỏ vẫn này, vẫn gần như trong tâm chứ không quỳnh giãn hạ cái vai, khi rớt xuống mình rớt xuống theo này, rớt chủ tay xuống theo lỏng theo thì nó mới lỏng theo được đó nha, đó theo vòng ngược thấy chưa, rồi tiếp theo là đến cuốn chói, cuốn chói thì người ta mình dẫn làm sao bắt người ta phải đi theo mình, theo cái hình của mình, hình của mình như thế nào thì bắt người ta đi theo như thế, chậm này đó, tay nào dừng thì tay đó dừng, tay nào đi thì vẫn cứ đi, bẻ cùng bẻ thấy chưa, rồi thả nó ra làm lại một lần nữa, có mọi người đi theo người ta đi đó thấy chưa, rồi đúng không, trái phải đều như thế thấy không, đó có để ý nữa, rồi đi nhanh đó thấy chưa, các quanh người ta quanh đi nhanh thì mình phải đi nhanh đó, đó. Rồi xong rồi chói nhá, đó ép trỏ vào, vẫn phải ép trỏ vào rồi chói này, khi nắm này tay này bỏ luôn, tay kia về đâm, bỏ tay này về đâm, bỏ tay này về đâm, buông bỏ đó đó, rồi đỡ đứng cái tay này lên, rồi người ta lấy này trở đi theo, cứ nghe đi theo giống như là cái cuốn, giống như cái cuốn chói, rồi nắm tay này bỏ, bỏ cái buồng đỡ, đỡ cái buồng, đỡ cái buồng chặt tháng đó, đi theo thả lỏng ra đó, rồi bây giờ cái lan thủ đó, người ta đè mình xuống bỏ luôn lỏng cái tay này vẫn phải nghe, người ta đánh mình nghiêng lên phải nghe được mà,
À đúng rồi, người ta đè xuống chặt vào cổ này, đó lái lên luôn, đúng không? Đè xuống chặt vào cổ lái lên luôn, đó hiểu không? Đấy thì vẫn phải theo theo lực, người ta đè xuống lực xuống thì mình phải xuống, người ta phân lực lên thì lên, đó hiểu chưa? Rồi chiếm động tác tiếp, 1 2 3 4 luồn kệ 2 3 rồi bắt đầu này, người ta khóa này, đấy khóa mình bỏ luôn, không có gì hết. Đi người ta lật cái này người ta đấm thì mình bàn tay này vẫn phải tháng này, thấy chưa? Đó nó phải là như thế nhá. Này 1 bàn ra chứ không có kéo còn nhiều vào, bàn ra và cái tay lật ra, đúng rồi. À, rồi tay này thôi vẫn phải theo, vẫn phải bề mày ra. Này nắm bàn, đúng rồi, bàn lên cái tay thôi chứ không phải người, xoay cái tay này được rồi đó, chỏ ép vào, bỏ đứng con là bỏ tay kia ra, tay nào nghe hai tay, à đó, được tay này mất tay kia là không được, à đúng rồi, à đúng rồi, rồi tay tiếp theo nhá, ép chỏ vào tiếp theo luôn này, người ta nắm thì người ta bóp thẳng mồm, thấy chưa? Người ta chưa cái trưởng ở đây đúng không? Đó thế này rồi người ta biết cái này người đấm, đó nó như thế, đó thấy không? Nó trở về cái vị trí cũ, người ta đấm xoa, rồi đó, thả lỏng ra, cứng rồi, bỏ, xoa, đó, nha, đấy cái này về thì mới tập được.